Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung. Hiện mình là đại lý phân phối chính thức sản phẩm cốc kinh nguyệt CBL của công ty Tân Cường Thịnh. Video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về 3 bài học quý báu mà dành cho người mới khởi nghiệp nếu bạn không muốn bị thất bại. Trước kia khi mình mới kinh doanh, mình không có một tí kiến thức nào về bán hàng, không có một chút kiến thức nào về kinh doanh, về marketing hay là về xây dựng thương hiệu cá nhân. Mọi thứ đối với mình như là một con số 0. Thật may mắn đối với mình ấy, điều may mắn nhất đấy chính là mình lựa chọn đúng được cái sản phẩm tốt để mình theo đuổi, có chỗ đứng ở trên thị trường. Và điều may mắn thứ hai đó là mình lựa chọn đúng công ty để mình tham gia vào đội nhóm ấy. Đấy là công ty Tân Cường Thịnh, được công ty đào tạo này, được leader Lê Thanh Thảo dẫn dắt và được em Tuyết Bùi chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu mà hai em đã có được trong cái quãng thời gian hai em kinh doanh và học hỏi ấy. Thì mình cũng biết được thêm rất là nhiều điều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình học được từ em Lê Thanh Thảo, để mong rằng là giúp cho chị em nào đó muốn kinh doanh như mình cũng có thể thành công. Thì trước kia khi mà mình mới kinh doanh ấy, thì mình chỉ tập trung vào bán hàng, mình không tập trung vào phát triển bản thân ấy. Thì sau này mình thấy đấy là một cái điều sai lầm đầu tiên. Và vậy thì bài học thứ nhất là gì? Chính là các bạn hãy phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Các bạn đừng tập trung quá vào cái việc bán hàng, không chỉ là lên mạng chỉ để bán hàng, đăng các cái hàng để bán ấy, mà bạn hãy tập trung vào phát triển bản thân trước. Chỉ khi nào bạn phát triển bản thân thật tốt thì khi đó bạn sẽ cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều thứ và sau đó sẽ phát triển kinh doanh thật là dễ dàng. Đấy là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai đấy chính là bạn hãy học với cái tâm thế như là một ly nước rỗng. Tại sao lại như thế? Vì bạn tưởng tượng nhé, nếu mà một ly nước của bạn nó gần đầy rồi ấy, bạn có đổ thêm thì cũng chỉ chứa thêm được một chút là nó sẽ tràn ra ngoài, đúng không? Nhưng nếu như là một ly nước rỗng thì khi bạn đổ nước vào, bạn sẽ chứa được rất nhiều điều. Và cũng giống như kiến thức của mình ấy, nếu bạn cứ học với cái tâm thế là điều này tôi biết rồi, tôi đã biết rồi, thì cái não của các bạn nó sẽ tự đóng lại và nó sẽ không mở ra để tiếp thu thêm những cái kiến thức mới nữa. Tức là tiếp thu được rất là ít và rất là khó ấy. Nhưng nếu như bạn tiếp thu như một ly nước rỗng thì bao nhiêu kiến thức bạn sẽ tiếp thu được hết, và bạn sẽ tiếp thu trọn vẹn những cái kiến thức ấy. Và nếu mà bạn được học với cái tâm thế là tôi đã biết rồi ấy, thì đương nhiên là những cái người muốn chia sẻ với các bạn ấy, người ta cũng sẽ không muốn chia sẻ với bạn điều đấy nữa. Vậy nên các bạn hãy học với một tâm thế như ly nước rỗng nhé, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều điều bổ ích đấy. Đấy là bài học thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn. Bài học thứ ba chính là bạn hãy hành động ngay. Bạn đừng chần chừ, bạn đừng do dự nữa, mà bạn muốn làm gì bạn hãy thực hiện ngay tức khắc. Chỉ khi những cái người mà dám hành động ấy, muốn hành động thì họ sẽ làm nhiều hơn và họ sẽ mạnh mẽ hơn, họ sẽ thay đổi được bản thân và họ cũng có thể giúp đỡ người khác được nhiều hơn. Chỉ những cái người mà dám hành động như thế thì họ sẽ chịu trách nhiệm về những cái việc mà mình đã làm ấy. Còn ngược lại thì với những người hành động thì là những cái người mà cứ chần chừ lần nữa, luôn đổ lỗi, luôn do dự, luôn tìm cách bao biện cho những cái hành động của mình ấy, thì họ sẽ chẳng bao giờ muốn hành động điều gì cả. Ví dụ là khi mà bạn, nếu bạn cảm thấy bạn ngày mai bạn cần phải dậy thật sớm để đi thể dục, thì ngay ngày mai bạn hãy thực hiện ngay, bạn đừng lần nữa. Và nếu bạn cứ chần chừ, có khi cả tháng sau bạn không thực hiện được điều đấy. Các bạn thấy mình nói như vậy có đúng không? Và bạn hay gắn với cái công việc bán hàng của bạn ấy, với những cái việc có ích. Ví dụ như là bán hàng là giúp đỡ, bán hàng là phục vụ, bán hàng là trao giá trị, bán hàng là để thay đổi bản thân mình tốt hơn ngày hôm nay so với ngày hôm qua. Như vậy thì bạn sẽ có động lực để bán hàng hơn này, và bạn cảm thấy là đây là một công việc rất là có ích. Chỉ khi mà các bạn phát triển bản thân ấy, thì các bạn sẽ thấy là cuộc sống mình thay đổi rất là nhiều điều, và như thế bạn cũng giúp đỡ được mọi người nhiều hơn. Mình hy vọng là với chia sẻ của mình ngày hôm nay thì sẽ giúp ích được một ai đó đang muốn ý định kinh doanh, và chúc các bạn sẽ thành công. Nếu yêu quý mình hãy đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.